Đây là ViewSonic VX3219 2K Pro 2, một chiếc màn hình gaming mới nhất được ra mắt vào cuối năm vừa rồi với khá nhiều đặc điểm hay ho dành cho người đang cần tìm một sản phẩm vừa chơi game vừa làm việc đa tác vụ ổn áp. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đến bài đánh giá chi tiết về mẫu màn hình này để xem liệu với mức giá hiện tại rơi vào khoảng gần 8 triệu đồng thì nó có đáng để sở hữu hay không nhé. Cùng bắt đầu phần chính video thôi. Cảm ơn nhà tài trợ techspay.vn đã tài trợ cho video này. Và nếu như các bạn mua sản phẩm này với mức giá tốt nhất và đảm bảo hàng chính hãng, đừng quên mua tại techspay.vn với đường link và mã giảm giá mình để ở phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Về tấm nền, với một chiếc màn hình có kích thước 32 inch khá to, sẽ có tương đối nhiều bạn muốn một độ phân giải cao, phải cỡ tầm 4K vì tiêu chuẩn bây giờ 27 inch phải 2K, còn 32 inch là 4K mới đủ. Tuy nhiên, đây không phải chiếc màn hình dành cho đối tượng sử dụng là các bạn dân văn phòng, đồ họa chuyên nghiệp nên phải nét hết sức có thể. 32 inch 2K nhưng đối với trải nghiệm sử dụng cá nhân mình vẫn rất ổn áp, chỉ khi bạn dí sát gần mắt vào màn hình mới nhìn ra được điểm rỗ. Tuy nhiên, cũng chẳng ai ngồi như vậy cả. Đa phần khi mua chiếc màn hình to thì thường ngồi ở xa khoảng cách từ 50cm trở lên để cho việc điều tiết mắt là tốt nhất. Vậy nên, trong tầm giá này, đi kèm với tần số quét cao thì 2K là một độ phân giải ổn cho các tác vụ chuyên về game cũng như phù hợp với mức giá. Mặc dù là sản phẩm chuyên về gaming, những gì mà sản phẩm này đem lại khiến cho mình khá cảm thấy bất ngờ. Theo thông số mà hãng đưa ra, chiếc màn hình này đem lại độ phủ màu cao lên tới 137% sRGB, 95% DCI-P3. Con số này chúng ta sẽ thấy tương đồng với mẫu VX2758A2A Pro. Nhưng khi đặt cạnh sẽ thấy màu sắc của VX3219 là tốt hơn, tái tạo lại các gam màu nóng được chuẩn hơn. Cũng như một chi tiết khác là độ đồng đều màu sắc, nhiệt độ màu được cải thiện hơn so với số dòng 3219 trước đây, nên không chỉ là về mặt gaming, bạn hoàn toàn có thể edit video, dựng hình và làm ảnh ở mức độ cơ bản, yêu cầu một độ chuẩn màu là tương đối tốt. Nếu như tham khảo một số trang khác trên mạng có thiết bị máy móc đo đạc chuẩn chỉ thì VX3219 2K đem lại độ lệch màu rất thấp, rất tốt trong tầm giá hiện tại của nó. Vậy nên đây có thể nói là một sản phẩm sử dụng cho đa mục đích cực kỳ ổn áp, vừa chơi game vừa làm việc, tất cả phục vụ chỉ trong một sản phẩm màn hình khá toàn diện. Nếu bạn hay xem phim, nhất là những phim bom tấn, phim có hình ảnh đẹp thì sản phẩm màn hình này cũng đáp ứng khá ổn các hiệu ứng thị giác như vậy. Màu sắc sẽ là một điểm cộng, nhưng cần chú ý rằng độ sáng của nó chỉ nằm ở mức trung bình từ 250 đến 270 nits, nên nếu sử dụng ở trong các môi trường ánh sáng mạnh thì màu sắc sẽ không thể hiện tốt cho lắm. Bây giờ hãy nói qua một chút về khả năng chơi game của chiếc màn hình này. Đương nhiên, đã là dòng gaming thì chắc chắn phải có tính năng phục vụ cho các mục đích tương tự. Đầu tiên là tần số quét 165Hz, bạn sẽ cảm nhận được rõ độ mượt nếu như nâng cấp được chiếc màn hình phổ thông với 60 hay 75Hz. Lưu ý, cần sử dụng cổng DP để cho ra độ phân giải tối đa và tần số quét ở mức này. Vì HDMI chiếc màn hình này chỉ là 2.0, suất tối đa 1.4Hz ở độ phân giải 2K mà thôi. Tần số quét cao trên màn hình này thật sự không phù hợp với tựa game FPS, lý do là bởi phần kích thước của nó không phải chuẩn eSport. Nếu bạn còn gần quá thì chỉ khoảng 1-2 tiếng là sẽ cảm thấy chóng mặt rồi. Mặc dù vậy, chiếc màn hình vẫn có công nghệ giảm mờ chuyển động giống như X-Core 2431 chuyên game FPS. Ở trong phần OSD, các bạn sẽ tìm đến mục 1MS Mode. Trong phần cài đặt, khi bật lên thì việc khử màu chuyển động là rõ rệt. Qua bài test với các con earphone chuyển động trên màn hình thì nó đem lại hiệu quả tốt hơn khá nhiều so với cả khi không bật. Tuy nhiên thì vẫn là yếu điểm cũ, bật lên độ sáng giảm đi tương đối nhiều. Cũng như đây là chiếc màn hình mà mình thấy, bạn sẽ sử dụng để chơi game AAA, game giải trí thay vì bắn súng nhiều hơn nên cũng không nhất thiết cần chế độ này. Vì là độ phân giải 2K, 32 inch nên chơi các game AAA, game bom tấn sẽ là hợp lý nhất. Nhất là những bạn đang có sẵn một chiếc máy console PS5 hoặc Xbox gì đó để cắm xuất ra chơi tựa game mình đang có. Chiếc màn hình này khi sử dụng sẽ vừa có độ mượt của 165Hz cùng với tựa game trên vì dẫu sao có khá ít game hiện tại đồ họa đẹp mà kéo được ở mức 200fps ở độ phân giải 2K. Vừa có một độ nét tương đối của một chiếc màn hình 2K nên nó sẽ kết hợp với nhiều thể loại game giúp cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn khi nâng cấp đến chiếc màn hình đã cũ. Dòng VX là một dòng sản phẩm gaming nhờ phân khúc giá tốt của ViewSonic, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thì mình thấy hãng đã bắt đầu mạnh tay hơn trong việc thay đổi, khiến cho việc thiết kế ngày càng gần sát hơn so với cả sản phẩm thuộc lineup đắt tiền hơn. Về hình thức bên ngoài, trông cũng tương đối hầm hố với các đường góc cạnh nổi khối ở phần mặt sau. Sản phẩm mình thấy có phiền dưới khá mỏng, nhìn mặt trước trông lại gọn gàng. Đây là dòng hình đặc biệt với phần LED RGB ở phần sau lưng. Cũng đã khá lâu rồi mình chưa thấy sản phẩm màn hình của ViewSonic trang bị phần LED này lên. Và thật ra, nó chỉ có ý nghĩa với những bạn có một setup mở, thoáng, phần màn hình hướng ra ngoài thì mới sâu ra độ đẹp của màn. Còn không thì gần như cũng chỉ có người chủ sở hữu biết mà thôi. Hơi đáng tiếc một chút, VX3219 2K dù có chân đế khá chắc chắn với phần kim loại dày bản, nhưng lại không phải kiểu chân công thái học, bạn chỉ có thể lật ngửa chiếc màn hình này mà thôi. Nhưng nó vẫn hỗ trợ đầy đủ VESA 100X100 để tương thích với giá đỡ màn hình. Và thời điểm hiện nay, kết hợp của một sản phẩm màn hình có phần mặt sau tương đối hầm hố, có LED như VX3219 2K thì mình sẵn sàng recommend mẫu giá treo màn hình mới nhất của HyperWorks là mã Alpha, mức giá cao gần ngang bằng mẫu Human Motion T6 Pro nhưng mang lại đúng chất hầm hố, khá to nạp và khi lắp lên trông cực kỳ phù hợp với chiếc màn hình của chúng ta ngày hôm nay.
Cuối cùng là về OSD của màn, nó cũng khá giống với dòng trước đây mà thôi, vẫn là các phím cứng với phần menu tương tự, chỉnh mọi thứ bạn cần. Nếu như đã setting một lượt xong thì gần như sẽ chẳng phải động lại làm gì. Nên mình thấy bàn phím cứng cũng chẳng vấn đề gì cho lắm, cho dù độ tiện lợi của nó là không thể bằng so với nút joystick được. Rồi vậy thì sản phẩm màn hình ViewSonic VX32192K Pro 2 sẽ dành cho đối tượng sử dụng như thế nào? Đây có thể nói là mẫu màn hình gaming đa tác vụ tốt nhất trong tầm giá các bạn có thể tìm được ở đầu năm 2024. Nếu xét trên phương diện là màn 32 inch đến từ các thương hiệu nổi tiếng chứ không phải là một sản phẩm trôi nổi khác trên thị trường tới từ nội địa Trung Quốc. ViewSonic đã tối ưu rất tốt về màu sắc và tấm nền, thứ mà chúng ta nhìn hàng ngày để giúp cho người dùng có một trải nghiệm tổng thể là tốt nhất. Từ chơi game, giải trí, học tập và làm việc hàng ngày, tất cả chỉ cần gói gọn lại trong một chiếc màn hình 32 inch 2K, tần số quét là 165Hz là vừa đủ rồi. Trên đây là toàn bộ bản đánh giá chi tiết của mình về mẫu màn hình ViewSonic VX32192K Pro 2. Nếu như cần mua sản phẩm này, đừng quên nhấn TechSpay Việt Nam cũng là nhà tài trợ cho video này với đường link và mã giảm giá mình để dưới phần bình luận và mô tả của video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.